Chào mừng mọi người đến với LNB Chino. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích về bộ kỹ năng và cách combo của môn phái Di Hòa. Môn phái thứ 4 trong cái series phân tích về kỹ năng. Có 6 môn phái sẽ xuất hiện ở cái máy chủ Việt Nam của game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao VNG. Và Di Hòa là một trong những môn phái có khả năng câu kéo và dồn combo cực kỳ khủng. Anh em ở trong cái group cộng đồng của Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao VNG thì anh em sẽ thấy được một vài trận BK của các anh em Việt Nam của mình luôn. Họ quay lại và họ BK thì thực sự là cô thấy là cái con Di Hòa này nó có một cách BK cực kỳ biến ảo, rất là khủng khiếp luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến bộ kỹ năng đầu tiên là cái bộ BK người chơi hoặc là solo. Còn cái bộ 2 là đi quần chiến. Hoặc là này đi búp, này đi những cái quần chiến, này là đi theo dạng mà solo khống chế rồi này nọ cái kiểu anh em. Thì chúng ta sẽ coi cái kỹ năng về cái thằng solo chướng cái chiêu đánh thường. Đó, cái chiêu đánh thường của con Di Hoa là như vậy, thấy không? Đánh theo cái đường thẳng theo hình chữ nhật phía trước anh em. Rồi chiêu chủ động 1. À, nó đẩy theo cái hướng phía trước hình chữ nhật. Những đối phương nào mà dính cái chiêu này sẽ bị một cái trạng thái mà anh em thấy là phị xuống luôn, thấy không? Ngã xuống luôn. Rồi chiêu chủ động số 2 nó sẽ đặt ra một cái hình nhân và sẽ gây đam. À, gây chính đam anh em. Chiêu số 3 đó chính là một chiêu khống chế cứng. Đối phương sẽ bị lơ lửng, đối phương sẽ bị bắt khống chế cực kỳ kinh khủng. Và anh em để ý là khi mà chơi chiêu số 3 chúng ta có thêm một cái cục gì đó nữa đúng không? Rồi chiêu số 4 là cái chiêu lướt vào đối phương. Này, lướt theo chỉ định nha. Cái này theo dạng mà chúng ta có thể định hướng được luôn. À, nhiều anh em hỏi cô là game này có định hướng hay không? Có, đây cái chiêu này đây. À, lướt vô. Khi mà lướt vào thì đối phương sẽ bị đẩy theo dạng mà phụy xuống, thấy không? Kiểu như là điếm huyệt vậy đó. Lúc đó là chúng ta sẽ có hai kỹ năng xuất hiện. Một kỹ năng ngay cái vị trí của con chuột của mình, thấy không? Nó có thời gian khá là ngắn. Và một kỹ năng ngay cái vị trí của cái chiêu của mình vừa mới chơi. Cái chiêu đó có nghĩa là sao thì bây giờ mình sẽ chơi lại cho anh em thêm một lần nữa. Đây, chơi chiêu số 4 chủ động nè. Đó, cái chiêu này thì nó sẽ chưởng đối phương, hất tung đối phương. Và có một cái chiêu return là nó sẽ bay về cái vị trí mà chúng ta hồi nãy là chúng ta vừa lướt tới. Đó, trong lúc mà chúng ta sử dụng những cái chiêu đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái cục màu xanh xanh. Và anh em thấy là khi mà full cục xanh xanh chúng ta sẽ có một cái chiêu đặc biệt nữa. À, khá là đặc biệt đúng không? Rồi chiêu chủ động 5, đó chính là nó sẽ tạo ra một cái bóng. Và cái bóng này nếu như mà đánh với quái thì nó sẽ là bản thân của chúng ta, là một phải Di Hòa. Nếu như đánh với người chơi, cái bản thể đó, cái ảo ảnh đó sẽ là nhân vật bên kia. Ví dụ mình đối đầu với lại con Di Hòa đúng không? Thì đó là cái con Di Hòa nó sẽ chơi cái chiêu liên tục. Nếu như là của thần quy thì nó sẽ chơi cái chiêu của thần quy luôn. Họ rất là khủng khiếp luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem là cái chiêu số 2. À, cái này số 2 thấy không? À, cái chiêu mà sáng này khi mình đầy được cái cây được 5 cái cục màu xanh như thế này. Đó chính là mình sẽ lướt tới một đối phương, mình sẽ chưởng. Lúc này là cái chiêu đánh thường của chúng ta nó sẽ biến thành một cái dạng mới. Chúng ta sẽ gây ra một cái lượng đam cực kỳ kinh khủng khống chế đối phương. Rồi nó có một cái chiêu chặn đam, giảm đam và nó sẽ đóng băng đối phương. Nếu như mà đối phương đánh trúng chúng ta trong cái lúc mà nó sẽ chúng ta đang block đam, giảm đam. Đây là ultimate, đây là chiêu cuối này, chiêu nổ mình thường gọi là chiêu nổ. Còn chiêu cuối là cái chiêu chủ động 5. Chiêu nổ nhìn rất là đẹp luôn ha. Rồi nó có một cái chiêu quá dài khống chế nữa, nó môn phái nào cũng có. Đó là kỹ năng của môn phái Di Hoa, kỹ năng chủ động của Di Hoa. Thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng xem chi tiết của những cái kỹ năng chủ động này như thế nào nha. Hiện tại cua đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Tại vì hiện tại là ở bên cái bảng VNG là cua không có vô được nữa anh em, ai cũng vậy. Nên là cua có chụp hình lại ở cái phiên bản Việt Nam của chúng ta. Cua sẽ đọc về cái kỹ năng ở cái phiên bản Việt Nam của mình. Mà cua đọc cái kỹ năng nào thì anh em nhìn cái kỹ năng đó nha. Ví dụ như là chiêu đánh thường đi. Chiêu đánh thường này là ở Việt Nam nó tên là Tài Ngọc Tam Vấn. Chiêu này có 3 thức, thi triển liên tục
có thể đánh ra liên chiêu gây sát thương cho mục tiêu trong phạm vi hình chữ nhật 12m phía trước. Đó, trước mắt là anh em chỉ cần biết vậy thôi. Rồi, tiếp theo là chiêu chủ động 1. Chiêu chủ động 1 tên là Sẩu Ngọc Quyết, gây cho mục tiêu trong một khu vực hình chữ nhật phía trước một cái lượng đam, gây thêm sát thương cho mục tiêu không phải là người chơi. Tùy tâm, một cái hiệu ứng tùy tâm. Cái này này, tùy tâm à. Free will mà, sẽ miễn phí hả? Sau khi mà chúng ta sử dụng chiêu này trúng mục tiêu, nếu như mà cái chiêu chủ động 2 đại âm hy thanh là chiêu này nè à, nếu như cái chiêu chủ động 2 mà nó đang tồn tại, thấy không, là cái chiêu này chúng ta chơi trước sau đó chơi chiêu này á, mà chúng ta chơi cái chiêu này dính đối phương trong lúc mà cái chiêu này đang thực triển ra, thì sao? Thì lúc này là ảo ảnh nó sẽ tự động, nó sẽ đến với đối phương. Ví dụ nha, bây giờ ở đây nè, ảo ảnh ở ngoài đây, đúng không? Đó, thì bây giờ là mình chưởng đó, thì ảo ảnh nó sẽ kéo đến đối phương luôn. Anh em thấy không? Nhận giỏi chưa? Rồi, chúng ta sẽ cùng xem cái kỹ năng tiếp theo. Kỹ năng học tiếp tục nó luôn chứ. Rồi, Resolution nghĩa là gì? Quyết tâm. Sâu Ngọc Quyết là cái chiêu số 1 của chúng ta, tăng sát thương gây ra cho mục tiêu đang chịu sát thương của đại âm hy thanh là cái chiêu số 2. Tăng sát thương gây ra cho mục tiêu đang chịu sát thương của cái chiêu số 2 của chúng ta, tăng thêm 40%. Vậy là có thể nếu như mà chúng ta chưởng cái này không á, nếu như mà đối phương đang bị dính cái trạng thái của chiêu này mà chúng ta chưởng lên cái nữa sẽ lên là 8.000. Đó, gây ha. Rồi, chúng ta sẽ cùng tới chiêu chủ động 2. Chiêu chủ động 2 của chúng ta có tên là Đại Âm Hy Thanh. Cái chiêu này thì nó triệu hồi ra ảo ảnh trong khu vực chỉ định, trong cái này là trong 3.2 giây này, là tùy cấp nha, chúng ta tăng nhiều sẽ nhiều hơn. À, với lại là tùy theo cái dạng mà ở mỗi server, ví dụ server hiện tại Global đi là nó 3.2, ở trong cái server Alpha Test của chụp lại là nó là 3.6, nó tùy vào cái phiên bản hiện tại của anh em. Nó sẽ gây ra là 9 lần đam. Rồi, tiếp theo là Killing Intent. Chiêu này là hoa sát nhất niệm, là ném một cái tí tâm hoa về phía trước gây cho sát thương vào mục tiêu. Nó gây sát thương nội công đơn lẻ, gây thêm một lần sát thương phạm vi, khống chế mục tiêu trong 3 giây, tăng một tầng ngọc linh. Tầng ngọc linh là gì? Tầng ngọc linh là nó sẽ cho mình có thêm một cái cục màu xanh xanh đó anh em. Kỹ năng tiếp theo là đạp tuyết phát vân, phức vân, đạp tuyết phức vân. Tiến nhanh về phía trước, tấn công mục tiêu, tấn công định lực mục tiêu và gây áp chế. Đó là lướt vô một cái là đối phương sẽ theo dạng mà bị khống chế liền luôn anh em, bị phỉ xuống liền cái kiểu con đà điểu này. Mình cho anh em xem lại nè, chiêu này là định hướng nha. Đó, rồi lúc này là chúng ta sẽ có hai chiêu xuất hiện, một chiêu là chúng ta bay về vị trí cũ và một chiêu chúng ta sẽ có thể đánh thêm hai thức nữa, nãy anh em có thể nhìn thấy. Nhưng mà cái chiêu này theo dạng mà anh em cần phải cẩn thận nha. Chúng ta mà đánh lơ tơ mơ là bị mít chiêu là đối phương áp sát, đối phương giúp chúng ta ghê lắm á. Rồi, tiến nhanh về phía trước là tấn công định lực mục tiêu và gây áp chế, gây điểm sát thương đơn. Rồi, trong thời gian phát động kỹ năng nhận bá thể miễn dịch khống chế, lúc mà chúng ta sử dụng cái chiêu này chúng ta được bá thể miễn dịch khống chế. Tại vì có những cái chiêu mà chúng ta lướt hay chúng ta sử dụng chiêu á là đối phương chơi vào chúng ta bị khống chế, thấy không? Nên là có những kỹ năng nó là mình sử dụng ra mình được miễn khống chế, nó ưu điểm của một vài môn phái là như vậy. Rồi, chúng ta sử dụng cái chiêu này chúng ta nhận thêm một cái cục nữa là cái này đây. Sử dụng chiêu này là sẽ có thêm một cái cục ở đây. Đó, thì cái này mình sử dụng trúng đối phương mới được nha. Cái đó là gọi là tầng ngọc linh đó anh em. Rồi, nó sẽ có một cái trạng thái, đó chính là đạp tuyết. Trong 10 giây đạp tuyết phức vân sẽ chuyển thành hiếm gì? Thiểm hồi.
trở về vị trí ban đầu nếu như kích hoạt. Rồi quá 30m sẽ mất đi cái chiêu trở về cái vị trí cũ của mình. Rồi chiêu số 2 là Ngọc Toái, sau khi sử dụng cái chiêu này đạp tuyết Phước Vân, kích hoạt kỹ năng Côn Sơn Ngọc Toái, tiến hành hai đoạn liên chiêu. Côn Sơn Ngọc Toái là cái chiêu này. Cái chiêu này thì nó sẽ dùng cái, mình muốn kích hoạt chiêu này á thì mình phải dùng cái chiêu này chúng đối phương thì nó sẽ kích hoạt cái chiêu này. Tại cái chiêu này nó sẽ kích hoạt, nó sẽ gồm có hai chiêu. Chiêu đầu tiên thì nó chỉ gây đam, và chiêu thứ hai nó sẽ đánh bay mục tiêu phá định gây sát thương lớn. Mục tiêu phá định theo dạng mà chúng ta sẽ phá luôn cái vị trí, phá luôn cái cục kia của đối phương này. Đó, thấy không? Phá luôn cái thành của đối phương. Mấy cái phá định anh em phải lưu ý nha. Nếu chúng ta chạy xa quá thì cái này nó bị mất đi nè anh em, thấy không? Đó, nó bị mất đi cái hiệu ứng đó. Rồi, chủ động tiếp theo đó chính là chủ động 5, chiêu cuối. Chiêu cuối này có tên là Di Hoa Tiếp Ngọc, thúc đẩy thành phần trí ảo túy tâm hoa trong cơ thể mục tiêu, gây một dây áp chế và tạo một ảo ảnh. Khi mục tiêu là quái, ảo ảnh là Di Hoa. Khi mục tiêu là người chơi, ảo ảnh sẽ kế thừa mục tiêu, duy trì 7 giây. Đây có nghĩa là nếu như mà mấy con quái thì cái ảo ảnh đó là bản thân mình. Nếu như là người chơi, ảo ảnh nó sẽ là người chơi. Nó sẽ chơi chiêu vào đối phương, tự động chơi chiêu vào đối phương luôn. Rồi lưu ý nha, lưu ý là ảo ảnh khi bị tấn công, bản thể của mình cũng sẽ cùng chịu 100% sát thương. Rồi kế thừa, khi thi triển ảo tượng sẽ kế thừa liên chiêu của mục tiêu và tấn công mục tiêu. Cái như đây nè, là có nghĩa là khi mà mình tung cái chiêu này ra, đối phương là quái thì cái ảo ảnh đó là cái nhân vật của mình. Còn nếu như đối phương là người chơi, ảo ảnh là cái người chơi đó. Nó sẽ tạo ra và nó sẽ gây ra một lượng đam liên tục luôn vào đối phương. Ở cái chiêu số 5 là như vậy, cái chiêu chiêu cuối là như vậy á. Rồi chúng ta sẽ cùng qua cái chiêu này. Khi mà chúng ta đã đầy đủ những cái đây, đầy đủ những cái này đây, đầy đủ 5 cục này, thì cái chiêu màu đỏ đỏ này đây, Thường Ngọc Bộ Tiên, nó sẽ được kích hoạt. Khi mà kích hoạt thì nó sẽ di chuyển nhanh đến mục tiêu nè và cưỡng chế đánh ngã mục tiêu. Ngon nha, một chiêu khống chế nữa. Rồi sau khi dùng kỹ năng đúng không, thì cái chiêu đánh thường của chúng ta nó sẽ chuyển trạng thái. Khi mà chúng ta đánh thường nó sẽ tạo ra 5 liên kích đánh vào đối phương. Ngon lành đâu quá anh em. Đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có chiêu block, mà cũng có chiêu quá giải khi mà chúng ta bị khống chế. Đây là phái nào cũng có rồi. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ cùng xem cách BK hay là combo của môn phái Di Hoa mình combo như thế nào cho nó đam to nhất có thể, khống chế nó ok nhất có thể nha. Hiện tại cua đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với combo của môn phái Di Hoa. Thì môn phái Di Hoa này mình nói lại là cái chiêu số 5, chiêu cuối. Đó, mình chỉ cần kích hoạt đứng gần đối phương. Nếu như đối phương là mục tiêu con quái, không phải là người chơi á, thì cái bóng đó là cái nhân vật của mình. Nếu như là người chơi thì cái bóng đó là nhân vật đối phương. Đó, cái chiêu số 5, chiêu cuối nó là như vậy. Rồi nó có một chiêu để chúng ta có thêm một cái chấm màu xanh nè. Chơi chiêu số 4 có một chấm. Chơi chiêu số 5, chúng đối phương sẽ có 2 chấm, đúng không? Rồi sử dụng chiêu số cái chiêu nhỏ nhỏ này là chúng ta hất tung đối phương, và chúng ta bấm thêm một lần nữa chiêu số 4 là sẽ bay về vị trí cũ của chúng ta. Rồi có một cái anh em lưu ý, khi mà anh em lên tầm khoảng 60 á, nếu như mà chúng ta đánh thường á thì chúng ta sẽ được rút ngắn cái chiêu số 1, thấy không? Có một cái nữa, khi mà chúng ta sử dụng chiêu số 2 mà chúng ta chơi chiêu lướt, chúng ta sử dụng cái chiêu nhỏ nhỏ trên đây nè, thì cái chiêu chủ động 2 của mình sẽ được hồi, thấy không? Mấy cái này thì anh em sẽ biết thêm khi mà cô phân tích cho anh em. Ở trong lúc mà đối phương đang bị dính cái chiêu số 2 này, chúng ta chơi chiêu số 1 thì cái chiêu số 1 này nó sẽ gây ra một lượng đam rất là lớn. Còn nếu như mà chúng ta chơi cái chiêu số 1 này không ở trong trạng thái của chiêu số 2 thì đam nó chỉ có nhiêu đây thôi, 400 mấy, đúng không? Rồi mình sẽ chơi lại nè. Đây, chơi chiêu số 2,
chơi chiều số 1 lên 6 trăm mấy, anh em thấy không? Đó là thường anh em sẽ sử dụng cái chiều số 2, sau đó chơi chiều số 1. Trường hợp nếu như mà chiều số 2 của chúng ta mà chúng ta đặt vào đối phương mà đối phương chạy đi chỗ khác rồi, đúng không? À, chúng ta có thể chơi chiều số 1 để kéo chiều số 2 chạy lại cái vị trí của đối phương, hay không? Dữ dội liền, đúng không? Và combo thì mình chia sẻ cho anh em là như thế này. Thường khi mà chúng ta giao tranh á, chúng ta đánh solo á, cô để ý á, là anh em sẽ sử dụng cái chiêu block đầu tiên. Đối phương thường sử dụng chiêu này. Thứ nhất là mình có thể là mình chặn những cái đòn tấn công bất ngờ từ vị trí của đối phương, đúng không? Nên là anh em thường làm như vậy. Cái thứ hai nữa là khi mà sử dụng cái chiêu này, chúng ta sẽ có thể được hồi chiêu lại, đúng không? À, rút ngắn lại khi mà trong giữa trận này chúng ta có thể hồi chiêu, chúng ta chơi tiếp cũng được, đúng không? Đó, thì thường là cua thấy nhiều anh em vừa mới vô thì họ sẽ chơi cái chiêu block trước. Thì chúng ta thấy đối phương chơi block thì chúng ta cũng có thể chạy vào, chúng ta chơi lên cái chiêu số 5, chiêu cuối. À, sau đó cho em là block. À, bên block sau thì chắc chắn cái thời gian block của mình nó sẽ lâu hơn đối phương. Thì lúc này đối phương bị chịu combo bởi cái chiêu số 5 của mình rất là nhiều. Nếu như đối phương là môn phái có chiêu hút tung, thì lúc mà đối phương đang bị hút tung, chúng ta có thể dùng combo bằng cái chiêu số 2, rồi sau đó chơi chiêu số 1. Đối phương sẽ có khả năng giải thì chúng ta nhanh chóng chơi chiêu số 4. Khi mà đối phương đang trong trạng thái bị khống chế thì anh em có thể lướt tới, rồi chúng ta đánh thường, chúng ta chơi chiêu nhỏ nhỏ đó để hồi lại cái chiêu số 2. Sử dụng chiêu số 2 và sử dụng cái chiêu số 1 và chúng ta rút về đánh thường để chúng ta rút ngắn thời gian của chiêu số 1. Đó, cái đó là cái combo của mình thường sử dụng để combo của môn phái Di Hoa. Nếu như anh em nào mà rảnh hơn, anh em có thể tự phát triển cái combo khác của anh em. À, còn anh em nào mà có thể chia sẻ được cái combo của anh em nữa mà hiệu quả, anh em có thể comment phía bên dưới nha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng qua kỹ năng bộ 2 nha anh em. Kỹ năng bộ 2 là ở dưới đây đây. Này là sẽ đi búp với lại là đi quân chiến, hỗ trợ đồ các kiểu. Chúng ta sẽ cùng xem chiêu đánh thường. Chiêu đánh thường cũng giống như là cái bộ 1 thôi, thấy không? Sẽ đánh ra ở đường thẳng trong phạm vi hình chữ nhật phía trước. Chiêu số 1 chủ động. Đó, chiêu số 1 chủ động thì chúng ta có thể nhìn thấy là hồi máu anh em. Rồi, chúng ta có cái cục gì đây? Cái này là nó trước mắt là như vậy đi ha. Rồi, chiêu số 2 mình sẽ tạo một cái khiên. À, nhìn thì anh em thấy là có một cái khúc máu ảo ở ngay cái thanh máu của mình. Chiêu số 3 cũng là một chiêu búp luôn anh em. Rồi, chiêu số 4. Đó, regen hồi máu hồi phục. Chiêu số 3 này là một cái chiêu liên kết gì đó. Rồi, chiêu cuối của chúng ta đây. Đó. Nói chung là anh em có thể nhìn thấy là toàn là chiêu búp thôi anh em, chiêu hỗ trợ không á. Đây là chiêu giảm đam này. Block. Rồi chúng ta có thể bấm vô một cái. Ông nào đánh trúng chúng ta thì ông đó sẽ bị khống chế. Ngoài ra mình cũng có chiêu quá giải luôn đúng không? Đây là chiêu nộ đây. Đẹp ghê luôn ha. Ở trên cái phiên bản PC thì anh em sẽ thấy cái độ đẹp của cái game này rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng qua đến cái việc mà chi tiết của những kỹ năng chủ động của bộ 2 coi như thế nào nha. Chiêu đánh thường của chúng ta có tên là Tài Ngọc Tam Vấn. Chiêu này có 3 thức, thi triển liên tục, có thể đánh ra liên chiêu, gây sát thương cho mục tiêu trong phạm vi hình chữ nhật 12m phía trước. Chủ động 1, thủy triều sinh, Di Hoa sau khi thổi sáo 1.5 giây, giúp đồng đội hồi phục nhanh một lượng sinh lực, có tỷ lệ kích hoạt kỹ năng Ngọc Sinh Yên. Ngọc Sinh Yên là cái kỹ năng này đây anh em.
Thì kỹ năng này thì nó là cái gì đây? Kỹ năng này thì nó là Bích Thủy Chiều Sinh, là cái chiêu số 1 chủ động kích hoạt, trị liệu nhanh mức sinh lực nhất định cho đồng đội, thêm một tầng ngọc linh. Rồi qua chủ động 2, đây chiêu chủ động 2 đây, kỹ năng hậu thuẫn, tạo ra một hậu thuẫn đỡ sát thương cho mục tiêu. Tâm hoa truyền đại, hậu hoa linh có thể đồng thời thêm hiệu ứng hậu thuẫn giống nhau cho các mục tiêu có ký hiệu tâm hoa khắc. Này là theo dạng mà để hỗ trợ cho phe của chúng ta đó anh em, hỗ trợ cho phe của chúng ta để cho phe của chúng ta có thêm một cái lượng khiên để cho nó trâu hơn á. Rồi tiếp theo là chủ động 3 đây, Lưu Phương Dẫn, phát ra một luồng chân khí chữa lành về phía trước mục tiêu chỉ định. Rồi ba lần lượt mở rộng kết nối đồng đội khác xung quanh, đồng thời trị liệu nhiều mục tiêu liên kết. Đồng thời trị liệu nhiều mục tiêu kết nối và kèm ký hiệu tâm hoa, duy trì trong 20 giây. Ký hiệu tâm hoa là cái này nè. Ở trên đầu là mình, ở trên đầu của mình nè anh em. Vậy là cái chiêu này nếu như người nào mà có được cái bông hoa này theo như mình hiểu nha, thì khi mà mình sử dụng cái chiêu số 3 và mình sử dụng cái hậu thuẫn, tại vì cái hậu thuẫn này nó cũng có ghi nè, sẽ có những cái khiên với những cái người chơi nào có cái ký hiệu tâm hoa trên đầu. Đây tâm hoa, vậy là phải chơi chiêu này trước rồi chơi chiêu này là đối phương, mục tiêu, đồng đội của mình sẽ có cái hậu thuẫn. Cái đó là cách hiểu của mình là như vậy đó anh em. Rồi cái chủ động số 4, Lộng Ngọc Phi Quỳnh, Di Hoa ném một phi quỳnh chân khí về phía một đồng đội, hồi phục nhanh một phần sinh lực. Trong 12 giây tiếp theo, duy trì phục hồi sinh lực. Mỗi lần trị liệu có tỷ lệ tăng 1 tầng ngọc linh, tối đa nhận 2 tầng. Phi hoa truyền đệ, Lộng Ngọc Phi Quỳnh có thể cộng thêm hiệu quả trị liệu cùng loại với mục tiêu có ký hiệu tâm hoa. Đây là một cái hiệu ứng khá là hay đấy nha. Đây hiệu quả khá là hay đấy. Rồi chiêu cuối của chúng ta, chiêu cuối của chúng ta có tên là Vạn Lại Hòa Minh Thổi Ngọc Sáo. Một giây sau khi cổ vũ bằng hữu, hồi nhanh sinh lực cho tất cả đồng đội trong phạm vi, duy trì trị liệu và hậu thuẫn trên người đồng đội, chuyển hóa thành trị liệu cao một lần. Vậy là ban đầu thì sẽ là hồi một cục máu liền luôn, lập tức trị liệu hồi một cục máu liền luôn đó. Sau đó là nó sẽ có những cái hậu thuẫn đồ này nọ cái kiểu, và nó sẽ có cái chỉ số hồi phục trong thời gian đó, theo thời gian là đồng đội của mình sẽ được hồi phục nữa đó. Hay ha, tính ra cũng dữ dội phết đấy. Rồi chúng ta sẽ cùng qua cái chiêu này đây. Đây là cái chiêu tên là Tâm Hoa Danh Tụ, bản thân hồi sinh lực dần dần trong một thời gian, tạo mới thời gian điều khí của kỹ năng Lưu Phương Dẫn. Mà cái này làm sao để cho chúng ta có thể, là có nghĩa là chơi cái chiêu này là cái chiêu này của chúng ta sẽ được hồi lại luôn á anh em. Bây giờ mình thử nha, thử ơi. Cái chiêu này hai chiêu. Cái chiêu số 1 là vừa đánh là mình vừa đánh là mình vừa có thể là di chuyển luôn anh em. Chơi chiêu số 1 liên tục được đó nha anh em. Chơi chiêu số 1 liên tục được. Ấy. Hôm nay thử đánh cho mấy ông này coi. Cho mấy ông đánh mình cái kiểu này. Để coi khi mà mình full 5 cục này thì nó được cái gì. Chiêu số 1 này chơi liên tục luôn, có tỷ lệ mình kích hoạt một cái chiêu nhỏ nhỏ rồi để mình có thể có được những cái tụ khí, không? Những cái cục màu xanh xanh nè. Vậy là khi mà chúng ta full cái cục này thì chúng ta sẽ có được cái chiêu bị động là Tâm Hoa Danh Tụ.
cái chiêu này á, khi mà mình chơi cái chiêu này xong là kết nối xong đúng không? Đó, xong rồi mình sử dụng cái chiêu này thì cái chiêu kết nối của mình sẽ được hồi lại. Vậy là chúng ta có thể kết nối được nhiều người nữa. Ok phát đó anh em, đó là kỹ năng búp của môn phái Diên Hoa bộ 2. Thì thật sự là cái game của chúng ta có hai môn phái hỗ trợ đi búp, đó chính là Di Hoa với lại là môn phái Thiên Hương. Thì hai cái môn phái này là hai môn phái đi búp rất là ngon. Tùy vào những cái phó bản hay là cái nhiệm vụ của team của anh em lựa chọn cái môn phái nào cũng được. Nói chung là đi búp là chắc chắn là sẽ có tác dụng cho anh em ở trong cái game Thiên Nha Minh Nguyệt Đao này. Và hy vọng sẽ giúp cho anh em có thể là hiểu sơ cơ bản về cái combo hay là kỹ năng của môn phái Di Hoa. Và đừng quên nếu thích video này hãy cho mình một like, một đăng ký kênh, copy link video này dán vào group Zalo bàn của anh em để cho những anh em yêu thích môn phái Di Hoa có thể biết được cơ bản về kỹ năng của môn phái này nha. Hiện tại cua đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.